Bánh xèo là đặc sản của người miền Tây. Và khi về Cần Thơ lần trước thì tôi đã có dịp thưởng thức bánh xèo của bà Mười Xiềm. Nhưng mà khi đến Quảng Bình lần này thì tôi mới phát hiện ra là ở Quảng Bình cũng có một loại bánh xèo rất độc đáo. Chính vì thế mà bây giờ tôi sẽ về vùng Quảng Hà, nơi nổi tiếng nhất về loại bánh xèo này, để xem là hương vị của nó có gì khác biệt. Cô Đông ơi, cô đang xay gạo để làm bánh hả cô? Cô xay gạo để làm bánh á. Gạo này hay đấy nhở? Xay đỏ đỏ gạo này. Gạo đỏ trôn, gạo trắng á. Gạo đỏ tự nhiên chúng mới đặc biệt hẳn là dẻo ngon hơn gạo trắng nhiều. Rồi. Và này không, như vậy là điều làm nên sự khác biệt của bánh xèo ở Quảng Bình so với các tỉnh khác đó chính là ở cái gạo đỏ này. Bây giờ mình xay được chưa cô? Mình xay được rồi đó. Rồi, còn bốc rồi nhá. Còn bỏ từ từ nhá. Cái làm bánh xèo ở Quảng Bình thì khá là đơn giản, chỉ cần trộn bột với cả hành và hẹ là có thể tráng bánh ngay được. Chính vì thế mà bây giờ tôi sẽ giúp cô Đông tráng bánh trong lúc cô chuẩn bị cho mẻ bánh buổi chiều. Và ở đây có 5 chảo, mình phải làm liên tục. Cho mỡ vào này. Xong rồi sẽ đổ bột vào. Có vẻ như là chảo này tôi đổ hơi nhiều. Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm làm bánh xèo ở chỗ bà Mười Xiềm, nhưng mà có vẻ như là tráng bánh xèo không phải là công việc mà tôi giỏi lắm. Mình sẽ thử xem cái thứ hai như thế nào. Wow, hôm nay rất là nóng. Thực sự này các bạn. Và tôi chỉ tận dụng được 2 chảo đây thôi, không phải tận dụng được hết 5 chảo. Đấy. Hoa nào. Tôi nghĩ là chắc chắn cô Đông rất hài lòng với cái bánh này. Cô Đông ơi, con hỏi con tráng cái này được chưa? Con tráng bánh này là được rồi, tốt đấy. Rồi nhưng hơi chậm. Con chẳng có 3 cái mà hỏng 2. Anh chưa được quen á. Con đi Hải là sẽ lấy cố làm thấy cho. Rồi rồi. Là sẽ làm gì cô nhỉ? Hải là sẽ lấy ủ cái bánh đi để mang ra chơi, để cho anh có cái đồ nóng cho đến chiều tối á. Ăn bánh xèo nóng nó ngon, chứ ăn bánh xèo lạnh là ăn nó ngon mà là cột đồ cứng. Cô Đông, con hái xong lá sen rồi. Ôi, cô chuẩn bị nhanh thế. Rồi mình ủ bánh nào nhỉ? Úp lá lên đây cho nóng bể. Rồi, mình mang ra chợ được chưa cô? Mang đi chợ được rồi. Rồi rồi rồi, để con đấy cho. Ui, nặng đấy nhỉ? Được rồi. Khi tôi và cô Đông ra tới chợ thì không khí ở các hàng quà bánh khác đã đông vui lắm rồi. Chợ quê nên cũng chỉ toàn các thức quà giản dị. Nhiều nhất vẫn là các loại bánh dân dã như bánh đa, bánh ướt, bánh lọc. Nhưng có lẽ bánh xèo vẫn là thứ quà được người Quảng Hòa yêu mến nhất. Chả thế mà gánh hàng của cô Đông lúc nào cũng đông khách. Như vậy là sau một buổi chiều thì tôi và cô Đông đã bán gần hết số bánh mà chúng tôi làm buổi trưa nay. Và chỉ còn lại vài cái thôi. Cô cháu mình ăn nốt mấy ngày cuối đi cô nhé. Hai cô cháu mình ăn ha. Đây là một món quà dân dã, nhưng mà bánh xèo Quảng Bình có một vị rất đặc biệt, đó là vị đậm đà của gạo đỏ.